À, thầy Hoan Hỷ cho con xin hỏi là tính con rất kỹ khi mình đốt nhang, bụi nhang rơi, mỗi cuối tuần con lau, mỗi lần lau như vậy con đội con dời lư hương. Bạn con nói con làm như vậy không tốt, dời lư hương nhiều, như vậy làm cho gia đình con không được yên. Con cảm ơn thầy cho con lời dạy. Cái câu hỏi này bây giờ ra đây Phó Hòa đọc mới ra chữ nè, chứ tại vì lúc đầu là cả 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 mấy ngày nay đọc hoài đọc không có ra cái, tại vì không có dấu đó, cho nên đọc tới đọc lui tự nhiên sao giờ ra đây cái giống như là ông ứng bà hành đọc được hết mấy chữ trong này. Mấy ngày nay là đọc hoài đọc không ra câu hỏi này. Đại ý, nhưng mà đại ý là biết câu hỏi này là hỏi về vấn đề cái vấn đề dời cái lư hương. Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta đó, hàng ngày chúng ta có rất nhiều việc để chúng ta làm, đặc biệt là những cái công việc dọn dẹp mà có tính cách tôn kính. Thì nếu đã nói là muốn lau dọn thì tức là chúng ta phải có cái sự đụng chạm dời đổi. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta làm bằng cái tâm gì. Ví dụ mình đang để cái lư hương đó, mình cái tâm của mình là muốn gây xáo trộn, muốn gây rắc rối, hay là mình làm bằng cái phiền não cho nên mình kéo cái lư hương đó ra một cách rất là phiền não. Thì cái chuyện rắc rối trong gia đình không thấy, mà thấy là cái tâm mình ngay lúc đó là đã thành một cái rắc rối rồi. Cho nên quý vị đừng có ngại là mình dời lư hương, vì cái đó là cái gì, đó là một cái vật để chúng ta cấm cái lư hương. Giờ mình có một cái hương thì chúng ta không biết cách nào để chúng ta giữ cái hương đó, thì chúng ta buộc lòng phải có một cái gì đó cho nó trang nghiêm để chúng ta cấm cái hương vào. Nếu nói cho đúng thì cái đó là lư hương, bát hương, thì cái vật dụng để chúng ta cấm cái hương. Chúng ta tùy theo chúng ta tôn trọng nó. Cái bát hương là biểu tượng mà, thành thử ra đối với cái sự cúng kính á, thì chúng ta hay lấy cái bát hương làm đại diện cho tổng thể. Ví dụ như một cái bàn thờ linh, cái hình á, là phụ, cái lư hương mới là chính. Vậy thì chúng ta dời lư hương hay chúng ta làm gì đó bằng cái tâm cung kính thì không có gì trở ngại. Pháp Hòa ví dụ như mình có khách đang ngồi ăn, bây giờ ngay trước mặt khách nó có những cái vật nó dơ, thì chúng ta buộc lòng phải lấy cái khăn để chúng ta lau. Nhưng mà trước khi chúng ta lau, chúng ta nói một tiếng xin phép bác cho con được lau chỗ này một chút, thì cái người đó rất là hoan hỷ né qua một bên, và mình dời cái ly cái chén của vị đó lên mình lau cho sạch, và sau đó mình dời lại. Thì trong cuộc sống cũng vậy, thậm chí người ta đang ngồi mà giờ dưới chân người ta có cái rác dơ, mình tới mình xin quét cái chỗ đó cho nó sạch đi, cái mình cũng xin phép người ta một tiếng. Nếu quý vị sợ để bày tỏ cung kính mà theo đúng cái cách mà chúng ta làm hương đăng đó, thì khi đến bàn thờ chúng ta làm hương đăng quét dọn, thì cái việc đầu tiên là chúng ta chắp tay, chúng ta xá bàn thờ một cái. Xá đó là gì? Đó là kính chào, là xin phép cho con được làm cái công việc của con. Bây giờ ở trong chùa, một cái vị chịu trách nhiệm hương đăng mà quét bàn thờ, hương đăng là phải lau quét bàn thờ, mà lau quét bàn thờ mà không được sạch, chừa cái chỗ bụi dơ đó, thì tự nhiên cái vị mà lớn mà kiểm soát đó sẽ quở cái vị chịu trách nhiệm hương đăng đó, là làm việc không có cẩn thận, làm việc không có hết lòng. Bây giờ chúng ta quét nhà là chúng ta cũng phải lấy cái chổi, chúng ta đưa vào những cái gầm giường gầm tủ để làm gì, để chúng ta moi rác ra. Thì đã nói là dọn dẹp thì phải cho sạch sẽ, và tùy theo cái tâm của chúng ta trong khi chúng ta làm, để chúng ta không phạm một cái, để chúng ta cảm thấy là mình mắc cái lỗi vậy đó. Cho nên ở đây nói tóm lại là tất cả đều tùy vào cái tâm của mình. Nếu chúng ta dừng ở cái chuyện gọi là đừng dời lư hương, một năm chỉ được dời một lần vào cái ngày đưa ông Táo thôi, phải không? Thì cái lư hương đó sẽ rất là dơ, và nhìn cái bàn thờ không có được sạch sẽ trang nghiêm. Người ta thắp hương nó có nhiều loại hương. Ví dụ người Việt Nam mình, người Trung Hoa, rồi các nước xài hương á, thì cái hương nó có cái chân, cho nên buộc lòng phải có chỗ cắm. Có những loại hương nó không có chân,
thì mình phải để vào cái bình trầm. Thì lâu lâu mình cũng phải vớt bớt ra, nhưng phải nhớ là chừa là cái tro mịn ở trong đó. Tại vì những cái hương không có chân nó cần một cái loại tro mịn của hương để nó cháy được, không khi mình thả cái hương khoanh, hương vòng đó xuống. Bây giờ mình quét sạch mình xanh, chừa lại cát không, thành thử khi thả cái hương vào nó không cháy, là vì cái cát là một cái chất nặng, nó không thể nào làm nó cháy được cái hương đó. Cho nên chính cái người làm hương đăng cũng phải hiểu được mình đang quét cái loại lưu hương nào. Mình múc tro ra thì cũng phải biết là lưu hương này dùng để làm gì. Nếu đã là để xài là các loại trầm, các loại nhân khoanh, các loại hương mà không có chân, thì tự phải hiểu rằng khi múc bớt ra phải chưa cái tro mịn lại, để mà người ta còn có thể thả nhang khác vào người ta thắp. Làm rồi xong rồi không có chừa gì hết, để cát không hoặc là cái hương trống dơ, người ta bỏ cái nhang khoanh vô tắt mất, không có cái độ để mà đôn cái khoanh nó, cái nhang lên cho nó cháy. Thật ra ở đây chúng ta muốn nói là việc làm gì chúng ta phải có chánh niệm, phải có chánh niệm trong khi chúng ta làm. Dù là một cái việc rất nhỏ như là chúng ta quét bàn thờ, thì ngay cái việc quét bàn thờ thôi, ngay cái việc múc cái tro ra thôi, mình hiểu được một cái tâm tư của chúng ta trong cái sự tu tập. Ví dụ mình quét bàn thờ á, thường là phải rút chân nhang trước, rồi mới quét lưu hương, rồi mới lau lưu hương, rồi mới tới quét bàn thờ. Tới cầm cái chổi quét bàn thờ xong, bắt đầu mới rút nhang. Thì rút nhang thì tro bụi nó phải bớt, nó phải rơi ra nữa. Có phải là mình nó mất công cho mình không? Mà ngay cái việc làm nhỏ đó thôi, cái người đứng bên ngoài, người ta nhìn vô ta thấy là rất là không có cái sự sắp xếp. Cho việc mình làm rồi, cái thứ hai khi mà chúng ta thấy bụi nhiều, rồi chúng ta phải có một cái khăn, chúng ta xịt vào đó một tí nước chỉ cho nó có cái độ ẩm, để khi chúng ta đưa vào cái mặt bàn thờ bụi nó không bay. Chúng ta quét được chỗ này mà bụi nó bay chỗ khác thì cũng thế thôi. Cho nên đối với trong nhà chùa đó, một cái vị xuất gia đó mà chịu khó để tâm từng một cái việc nhỏ, xin lỗi đại chúng, là cái người đó mà ra ngoài họ có sống đi nữa, họ có làm thầy người ta đi nữa, họ cũng rất là tinh tế trong cái công việc dạy chúng, trong cái công việc mà tự bản thân họ tu tập. Vì cái đó nó nói lên được cái nội công tu tập của mình ở cái mức chánh niệm. Bất cứ việc gì chúng ta làm, chứ không phải chỉ là cái chuyện hương đăng, mà cái chuyện hương đăng ai cũng nghĩ rất là đơn giản, là chỉ cần rút cái chân nhang là được. Nhưng mà không, nó phải có một sự sắp xếp như thế nào để nó nói lên được đời sống tu tập của chúng ta có một sự ngăn nắp, có một cái sự là chánh niệm. Từ cái chuyện làm hương đăng rất nhỏ cho đến cái việc xuống tới nhà bếp, mình luộc một miếng rau, mình nấu một miếng thức ăn, nó đều thể hiện cái tâm tư của mình có mặt ở trong cái giây phút làm việc đó không. Chứ không phải là chỉ chịu trách nhiệm xuống nấu miếng ăn là được rồi, nhưng mà cái tâm mình không có trong đó. Thì luộc có một miếng rau mà ăn lát là ba cái rổ, hay là ba cái nồi, ba cái thao, thí dụ vậy. Vì sao? Vì chúng ta không có cái sự sắp xếp trong chánh niệm. Trở đây thì sẵn dịp Phật Hòa cũng thưa như vậy. Và bất cứ việc gì chúng ta làm, thí dụ mình để một cái bát cơm lên mình cúng Phật, khi mình để cái bát cơm xuống rồi, thì mình chắp tay mình xá, rồi mình lùi một bước để biểu tượng cái sự cung kính. Chưa cúng nhưng để lên thôi, nó thể hiện cái tâm cung kính của mình. Có nhiều khi mình sẽ nói rất là cầu kỳ, Phật đâu có biểu mình với cái chuyện đúng, Phật đâu có biểu, nhưng mình đã đem lên mình cúng Phật bằng cái tâm của mình mà, chứ Phật có đòi hỏi gì mình. Nhưng mà cái cung kính đó không phải là mình cung cái bức tượng đó, mà chúng ta tự thân chúng ta thể hiện cái Phật tính, cái chánh niệm, cái giác ngộ của chúng ta trong cái việc làm đó. Khách tới nhà, khách hoàn toàn không có một cái đặc để gì đối với chúng ta, nhưng tự chúng ta phải biết quý trọng khách, để người khách ngồi đó mà uống một chung trà, ăn một miếng bánh mà thấy cái sự trân trọng của chúng ta. Cho cái việc làm ở đây đứng trên cái mặt gọi là tục đế, đó là tục đế đó, chúng ta làm bằng cái gọi là đối đãi đó, mời mọc cúng kính, đó là tục đế.
relative truth. Nhưng mà cái chân đế là nó thể hiện cái tâm tu của mình ở trong cái việc đó. Cho nên tại sao chúng ta gọi là nhị đế dung thông? Một việc làm gì chúng ta, dù đó là hình, là một hình thức, là một cái sự, nhưng nếu chúng ta có cái đạo lý, cái tâm ở trong đó, thì ngay nơi việc làm nhỏ đó, người ta đã thấy được cái sự tu tập của mình. Mà không phải là mình màu mè, là hay là mình là, gọi là đóng kịch cho người ta thấy. Không. Thí dụ quý vị nhìn một cái vị cầm mà chấp cái tay xá Phật thôi, là mình hiểu được cái người này, cái tâm họ như thế nào. Thì ví dụ khi mình đã chấp tay xá thì cái đầu của mình nó phải đi theo cái tay, chứ không phải là cái tay thì xá mà cái đầu ngước lên về, nó không bày tỏ, nó chỉ là một hình thức. Chứ cái người mà xá chào một vị khác, một vị hòa thượng, một vị tôn túc cũng vậy, chấp tay thì tay xá, đầu phải xá theo. Cái đó nó mới gọi là cung kính, chứ không phải là chúng ta xá mà nói theo ở trong triều đình là nịnh thần, nhìn người khác cúi mà đầu không cúi. Cho nên ngày xưa có một ông tới xá lại lục tổ, đầu không xá. Lục tổ nói nếu mà lại mà đầu không xá thì đầu không có xác đất thì chi đừng đừng lại. Ông mới nói tôi tụng 3000 bộ pháp hoa rồi. Ý ông nói là ông tu nhiều đó. Lục tổ mới nói khi mê á thì bị pháp hoa độ, khi ngộ là độ pháp hoa. À, khi mình tụng 3000 bộ kinh nhưng mà mình hoàn toàn bị những cái hình, những cái số lượng tụng đó nó lôi cái con người mình, và cuối cùng mình không thâm nhập được cái pháp hoa tam muội, là cái chánh định của pháp hoa, thấy sống được chư Phật tánh của mình, mà mình bị một cái bộ kinh đó nó làm cho cái bản ngã mình cao lên. Cho nên mình học Phật cũng vậy, mình học Phật để mà mình chuyển hóa cái tâm mình, chứ không phải mình học Phật để mà mình tăng trưởng cái sự tự cao tự đại của mình, để đi chỉ trích người này, để phê phán người kia. Mà chúng ta học Phật để tự chúng ta phản chiếu, để chúng ta tự sửa, tự rèn luyện bản thân chúng ta. Mà khi chúng ta tự rèn, tự sửa được rồi, thì chiều lúc mình không cần nói gì hết, người khác nhìn mình, người ta cũng có thể học được một bài học ở trong đó. Cho nên trong một cái đạo lý nhỏ thôi, thắp một cây hương, rút một cái chân nhang và quét bàn thờ, nhưng nó đều thể hiện cái tâm tu của chúng ta trong đó. Cho nên những người thầy hay để ý người đệ tử cắm cây hương, thỉnh một tiếng chuông, để một cái chén cơm xuống, sắp một đôi đũa, nó đều nói lên cái tâm của người đó có mặt trong cái khi mà làm hay không. Vì cái chính yếu của người tu là gì? Đó là sống có chánh niệm, sống có tỉnh thức và ý thức rất rõ mỗi việc làm của chúng ta đang làm. Đó là cái nhân cái câu hỏi này mà Pháp Hòa chia sẻ thêm trong cái việc tu tập, chứ không phải là gọi là làm một cái hương đăng mà sao mà nó rắc rối như vậy. Nhưng mà nó đều có chuyên chở cái pháp tu trong đó. Vì vậy cho nên quý vị mà học những cái bài kệ chánh niệm á, thì Pháp Hòa thấy rằng mượn cái bài kệ đó để từ đó chúng ta đem ra rất nhiều những cái đạo lý sống trong một cái bài kệ. Thì bất cứ một câu hỏi nào, nếu mà chúng ta muốn mổ xẻ thì nó đều có những cái để chúng ta nói hết. Đó là câu hỏi thứ nhất. Tại con người của chúng mình á, là rất là dễ nhiễm, tức là dễ bị thấm, bị lây. Nhưng hễ mình gần ở cái chỗ sạch á, thì mình sẽ nhiễm tịnh. Mình ở gần cái chỗ ô uế thì sẽ nhiễm ô. Cho nên thường người ta nói nhiễm ô, tức là mình bị thấm cái điều xấu. Mà hễ mà nhiễm tịnh á, là chúng ta thấm cái điều lành. Cho nên chữ nhiễm á, bản chất nó không có sai. Cái quan trọng là nhiễm cái gì. Ví dụ như mình đi chùa, mình nghe pháp, mà lời kinh của Phật, lời dạy của Phật thấm trong tâm mình á, thì có là nhiễm đó. Nhưng mà là nhiễm tịnh, chứ không phải là nhiễm trùng, cũng không phải là nhiễm ô. Nhưng ngược lại, nếu mình gần những cái sai, những cái dở, thì chúng ta lâu ngày sẽ đi vào cái con đường nhiễm ô đó.
Cho nên chính các em còn trẻ mà còn ý thức được, phải không? Tại vì các em còn dễ bị nhiễm, cho nên mình tạo cái hoàn cảnh, tạo cái phương tiện. Cũng giống như mình trồng một cái cây, mình thấy nó èo uột thì mình phải đi tìm cái nguyên nhân nào cái cây nó không có khỏe, thì chúng ta cho nó thêm nắng, thêm nước, hoặc là thêm đất. Có khi nó thiếu đất, nó còi, và có khi nó bị úng nước, có khi nó bị khô đất, có khi nó thiếu nắng, hoặc là nắng quá cái loại cây đó nó không chịu được, nó chỉ chịu bóng mát thôi. Cho nên một cái cây á, mình trồng mình cũng phải biết tạo cho nó cái hoàn cảnh để có thể vươn lên, nó sống tốt. Con người mình cũng vậy, tự thân của mình phải biết mình dễ bị cái gì thì đừng gần cái đó. Ví dụ như người hồi nãy thầy thượng tọa COVID, thì thượng tọa bị dị ứng khói nhang, cho nên trước khi lên này, ông mới nói là lát nữa thầy cho tôi ngồi ở dưới nha, tại vì ở trên này gần khói nhang, tôi cái mùi tôi chịu không được. Mặc dù ở đây là mình sử dụng nhang hóa chất 100% loại tốt đó. Đó là nhang thiên nhiên, nhưng mà cái mùi cái khói thôi cũng chịu không được. Thì tự ngài biết được cái sức khỏe của mình mà mình né nó đi. Cho nên á, ở trong 7 cái phương pháp tu á, có một phương pháp gọi là né tránh. Ngoài cái chuyện phòng hộ, ngoài cái chuyện gọi là ngăn ngừa, tiết chế, thì trong đó có một cái trường hợp là né tránh. Thì Đức Phật đưa ra 7 cái phương pháp, là trong đó né tránh là gì? Mình tự biết mình không chịu nổi thì mình né đi. Thí dụ như mình biết mình gần người đó, hồi họ nói là mình nổi cơn. Một là mình ít nói, hai là mình né đi. Hoặc là người đó nói gì thì mình nghe, nhưng mình đừng có tiếp, đừng có gọi là cho nó là quan trọng quá đối với mình, thì tự mình khó chịu. Vì vậy cho nên mình tu tập á, mình đi chùa, mình tụng kinh, mình ăn chay, đó là một hình thức mình né cái phiền não đó. Để mình làm gì? Mình làm cho cái tâm mình mỗi ngày nó nhiễm cái thanh tịnh, lỡ gặp cái kia nó không đến nổi. Ở đây có ai uống thuốc bổ mỗi ngày không? Thí dụ như một gói vitamin C, hay là uống thuốc nghệ, hay là uống thuốc tỏi, thí dụ vậy. Mặc dù nó không phải là thuốc trị bệnh gì, nhưng mà cứ uống đều đặn để gì? Để mình tăng trưởng cái sức đề kháng ở trong người mình. Thì khi mình gặp những cái nhiễm, những cái độc, mình không có đến nổi. Bây giờ Pháp Hòa thấy họ có bán một cái loại nước gừng với nghệ, họ pha chung, gừng, nghệ, chanh họ pha chung. Rồi mỗi sáng là cứ uống chai đó để nó tăng cái miễn nhiễm trong người. Là nó làm tốt cái bao tử, ăn uống tiêu hóa tốt mà không có dễ bị cảm. Thế nếu ra mình tự mình có một cái, mình mỗi ngày mình uống một cái chất thuốc nào đó, trong cái loại cây cỏ nào đó, để nó có chất thuốc, để mình có chất đề kháng. Thế thì trong tâm mình mỗi ngày không có một câu kinh tiếng kệ nào để nó đưa vào trong tâm thức mình trở thành một đề kháng, thì mình dễ nổi sân lắm. Dễ nổi sân, dễ nổi quạo, dễ tham, đủ thứ hết. Cho nên mình học trong Phật Pháp á, mình học kinh, mình thuộc kinh á, không phải để lấy điểm với Phật, mà cái chính yếu là để làm cái sức đề kháng cho tự thân mình. Khi những cái cuộc đời này, những cái cơn gió nó đến bất cứ lúc nào, thấy trời nắng vậy chứ cũng có thể mưa. Mà nhiều khi thấy ui ui vậy mà lại dễ nhiễm độc. Cho nên trời mưa mà có mưa có nắng là người dễ nhiễm bệnh lắm. Có nhiều người mà sensitive đến mức độ là trời đang nắng gì, một cơn trút xuống mà mưa vậy, cái là cái mùi nắng nó xông đất lên, cái là họ cũng khó chịu bệnh. Cho nên tự mình phải biết. Và đại chúng cứ nhớ là mình ăn để ngừa bệnh, uống thuốc để ngừa bệnh, thì nghe pháp học kinh để ngừa bệnh, mà bệnh tâm chứ không phải bệnh thân. Mà cái bệnh tâm nó còn khổ hơn bệnh thân nữa. Bệnh thân uống miếng thuốc là hết, bệnh tâm nó không hết.
Nó đừng nói chi bệnh viện, cứ mình thương người đó, mà giờ người đó hết thương mình rồi, ta đi 8 kiếp rồi, mình 8 kiếp nay mình vẫn giữ người đó trong lòng hoài đó, nhiêu đó mình cũng khổ nữa. Khổ đơn phương, khổ không có người chia sẻ. Đó là một cái ví dụ vậy thôi. Cho nên trong kinh Pháp Cú á, câu thứ 164 thì Đức Phật có dạy như thế này: những người ác tuệ ngu si vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A-la-hán, vu miệt người hành đã chánh đạo và giáo pháp Đức Như Lai để tự mang lấy bại hoại, như giống cỏ cách tha, hễ hoa, hễ sinh hoa quả xong liền tiêu diệt. Đó là cái câu Trường Hàng. Còn cái câu thi kệ là: kẻ ngu si miệt thị giáo pháp A-la-hán, bậc thánh bậc chánh mạng, do chính ác kiến này như quả loại cây lau, mang quả tự hoại diệt. Câu 164 nghĩa là cái người ngu si thì thường hay miệt thị người khác. Ngu si là gì? Là mình không thấy được cái việc mình đang làm, cái lời nói của mình, cái hành động của mình, cái việc làm của mình. Thì mình cứ thế, mình cứ làm suốt thôi. Cũng giống như ví dụ là mình đi lạc đường mà không bao giờ đi trên đường mà không biết là mình đang lạc đường, mà cứ nhắm mắt mà đi mà không coi cái bảng, coi mình cái chỗ mình muốn đi nãy giờ nó có hiện tên lên không, rồi nãy giờ nó cây số nó có giảm xuống không, hay là mình càng đi thì mình lại càng mất hút cái chữ, cái tên đường, cái thành phố mình muốn tới. Thì cứ như thế mà đi riết, đi mất thời giờ mà không tới đâu hết. Cho nên cái chữ ngu si không có phải là mắng nhiếc chửi mình đần độn gì, nhưng mà cái chữ đó có nghĩa là mình mê, mình khờ và không biết mình đang làm cái điều sai. Nhiều khi mình ăn hiếp người khác, mình thấy người ta im lặng cái mình ăn hiếp nữa, vì mình nghĩ rằng mình thừa thắng xong lên, hay là mình có power, mình có đủ năng lực quá, nếu sợ tôi lắm, tôi ngó một cái là hết dám hó hé. Thì mình nghĩ là như vậy là mình rất là có uy lực, nhưng mà thật sự là mình đang tạo một cái hình ảnh không đẹp về mình mà mình không biết. Cho nên tại sao mình có cái lời miệt thị người khác? Chữ miệt thị nghĩa là mình khinh thường, mình khinh thường, mình coi rẻ. Mà mình vì sao mình miệt thị? Có thể mình nhìn bề ngoài người đó. Tiếng Anh nó kêu là body shaming, là mình nhìn vô cái tướng của người đó mà tự mình đánh giá người đó, rồi mình miệt thị người đó. Mà trong cái xã hội này, nhiều khi mình thấy người mặc áo rách đó, nhưng mà chính họ là chủ cả đó. Thỉnh thoảng quý vị sẽ đọc những câu chuyện ông chủ, người chủ giả làm người thường đi vô thử cái cách buôn bán của người làm mình. Mình mở một cái tiệm, mình giao cho nhân viên mình làm, rồi lâu lâu người chủ cải trang làm một cái người đi mua, một cái hành khách, vô coi cái thái độ, cái đối xử của người làm của mình như thế nào. Mà thường là mình, thí dụ như mình, cái tiệm của mình là bán đồ sang, mà người nào mà ăn mặc không sang, mà mặc có lẽ hơi cao bồi, hơi rách rưới một chút vô, là mình thường mình hay coi thường lắm. Thậm chí mình nghĩ rằng người này vô coi chứ không có tiền mua, và mình đi theo, mình dò chừng, sợ người ta làm bể của mình, sợ người ta chôm của mình. Giống như có câu chuyện Hòa kể là cái kỳ đó Pháp Hòa đi Phật sự đó, thì lúc đó ghé vô Hồng Kông, thì có một chú đấy, chú mặc đồ xoàng, tức là chú nghĩ đi phi trường lên máy bay ngồi mười mấy tiếng mà, cho nên chú mặc đồ đơn giản lắm. Ông phát hiện ra ông bỏ quên cái máy chụp hình ở nhà, cho thôi đang chờ ở Hồng Kông thì ông tấp vô, ông định mua cái máy chụp hình. Thì trong khi mà ông đứng lựa lựa thì cái cô người hạ bán á, cổ nhìn hồi cái cổ nói ông đừng có coi mấy cái này, ông không có tiền mua đâu. Thì cái chú này, chú mới nhìn cái cô này, cô nói làm ăn kiểu như cô là không có khách, cô đừng có nhìn cái bề ngoài người khác mà cô nói. Mà cho dù tôi không có tiền mua, cô cũng không nên nói như vậy, vì cô là cái người nhân viên bán hàng. Cô phải, dù khách không mua, nhưng mà ít nhất cô đã để lại trong lòng người khách một cái hình ảnh đẹp về riêng cô và cái cửa tiệm của cô, hay là cái dân tộc của cô ở cái khu vực này, ví dụ vậy.
Và cái chữ miệt thị là khi mình nhìn, mình đánh giá một người bên ngoài, mình có lời miệt thị. Cho nên kẻ ngu si miệt thị. Miệt thị ai? Miệt thị giáo pháp Bậc La Hán. Ở đây muốn nói đến cái giáo pháp, hay là cái cách sống, cái đường lối, cái lời nói, cái lời dạy của các bậc, mà chúng ta thấy rằng những bậc đó đáng là những bậc tôn kính. Trong Phật giáo thì có cái quả chứng tu, mà chứng cao là chứng A-la-hán. Và các vị mà chứng A-la-hán á, thì một cái cuối cùng mà họ đoạn được đó là tất cả phiền não. Chữ A-la-hán có ba nghĩa: sát tặc, ứng cúng, vô sanh. Mà người này có khả năng dứt mọi phiền não, cho nên người ta không có phiền mình. Nhưng mà ngược lại thì mình phiền người ta. Mình bị người ta, mình nghĩ người ta phiền, nhưng mà người ta, mình làm gì ta cũng chẳng phiền hết. Ta thấy được cái cách của mình. Bậc thánh, bậc chánh mạng. Trong bát chánh đạo nó có một cái gọi là chánh mạng, nghĩa là nuôi thân mạng mình một cách chân chánh. Chính do ác kiến này, chính do cái ác kiến, chữ ác kiến là gì? Là cái thấy xấu. Chữ kiến là thấy. Mà tất cả mọi hình thức thấy biết của mình nó lệch lạc, nó sai lầm, nó đều rơi vào chữ ác kiến hết. Ví dụ như là mình tin tưởng vào những cái mê tín nhiều quá, nó là một hiện tượng của ác kiến, của tà kiến. Cho nên tất cả mọi cái nhìn sai lệch đều nằm trong cái trường hợp là ác kiến. Thì tất cả những cái ác kiến này á, do mình miệt thị người khác, do mình khinh thường cái lời dạy, lời hướng dẫn của người khác, thì chính mình sẽ là một cái người chịu cái quả. Như Đức Phật ví dụ như một loại cây. Cây này tên là cây cách tha, tiếng Phạn là khách tha, mình dịch là một loại cây lau. Mà cái loại cây này đặc biệt á, là khi nó sanh ra hoa quả xong rồi nó chết. Tức là nở cái hoa ra trái rồi là cây nó chết. Thì cũng như thế, khi tư duy của mình khởi, mình đi tới hành động, mình đi tới lời nói, thì nó đi tới cái chỗ quả là bị hoại diệt. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa không thích chú đó, trong tâm mình gửi, thì gặp cái chú đó mình nói cái lời khó nghe, mình hành động cái việc khó coi, thì tự động mình phải chuốc lấy một cái quả. Nếu mà người đó hiền thì người ta nhịn, nếu mà người đó không hiền thì người ta sẽ phản bác lại mình. Và chừng đó mình phải lãnh cái hậu quả. Ai mà nóng tính hơn người ta đánh mình nữa. Đó. Cho nên trong cuộc sống chúng ta cần phải có một cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Cho nên bát chánh đạo quan trọng lắm. Bát chánh đạo giống như là một cái cây mà nó có 8 nhánh vậy đó. Và mỗi một cái nhánh nào mà nó đẹp á, thì cái cây nó trọn vẹn. Ở đây á, mỗi năm á, tới mùa Tết á, chùa mình hay kết hoa đào với mai. Mà mỗi lần quý vị mà lên đây, quý vị nhìn cái cây á, thì quý vị thấy nó tròn trĩnh, sao nó đều đặn, nó đẹp quá. Thiệt sự là kết á. Tại vì cái cây người ta cho thì nó làm sao mà nó tròn như vậy. Nhưng mà mình làm sao mình kết những cái nhánh, và từ những cái nhánh đẹp đó mình nhìn đằng xa thì mình thấy nó tròn trĩnh một cái cây, do mình kết nhánh, từ cái nhánh nó đẹp lại. Con người mình cũng vậy. Thí dụ như giờ nói mình chỉ có lời nói hay thôi à, ngoài ra là hành động không hay, cái nhìn không có hay, thì tự nhiên mình gì được có cái lời nói à, thì cái cây này nó đẹp một khúc này à, còn mấy chỗ kia nó héo queo, bông trái nó không có. Rồi ngược lại, nếu mà mình có cái hành động tốt nhưng mà lời nói không hay, cái nhìn không hay, thì cũng thế. Cho nên làm sao mà cái cây của mình nó đủ 8 cái nhánh đẹp, gọi là bát chánh đạo. Mà cái nhánh nào nó cũng khỏe mạnh, nghĩa là cái thân gốc nó khỏe, thì cuối cùng là gì? Chánh niệm. Chánh niệm là cái thân cây. Và từ chánh niệm này nó tỏ ra chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Và mình đi chùa mình học Phật á, học Phật pháp á, đa số là mình sẽ học một cái pháp tu là chánh niệm, mindfulness. Tại vì người có chánh niệm nghĩa là luôn luôn nhớ nghĩ chân chánh.
Hãy người có nhớ nghĩ chân chánh thì lời nói, hành động, vân vân, nó sẽ tỏa ra được cái chân chánh đó. Cho nên chánh niệm như thân cây, mà hãy chánh niệm mà có thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định, chánh mạng, vân vân. Cho nên những do chính ác kiến này mà như quả cây, loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Cái cây này nở hoa có trái rồi nó chết, thì con người mà nhân quả mà nó hình thành rồi thì cái khổ nó đến. Khi mình tạo nghiệp á, cái nhân mình tạo mình chưa thấy, nhưng mà khi cái quả nó đến á, và từ đâu? Từ cái nhân. Mà hễ quả mà tới rồi thì thôi, hết chữa. Vì vậy mà chúng ta cần cẩn thận để ý. Vì thì cái chữ ác kiến này á, ở trong kinh Di Đà hay là danh từ Phật học á, nó cũng tương đồng với chữ kiến trược. Kiến trược là gì? Cái thấy nhiễm ô, cái thấy nó không trong sáng. Có nhiều khi đây nè Pháp Hoàng, mình ngồi đây mà ở dưới kia người ta làm gì, mình chỉ thấy thôi chứ mình chưa biết ta đang làm gì nữa. Đó, ngay trước mặt đây nè, cách không mấy ba bước đó mà mình còn chưa xác định người ta làm gì, huống chi mình chỉ thấy qua hình ảnh, mình chỉ thấy qua tivi, mình chỉ thấy qua hình ảnh, thậm chí mình chẳng bao giờ thấy, chỉ thấy nghe biết người đó qua người ta đồn lại thôi. Mà mình xác định một sự việc rồi mình miệt thị người đó, hay là mình lên mình nói những cái điều không tốt về người đó, thế này thế kia, mình luận bàn về người đó, cái điều đó nó không đưa cho mình đến. Nếu cái người mà người ta có chánh kiến, chánh tư duy, người ta không có nghe. Tại sao? Ta thấy mình không biết gì, hay là biết không đến nơi, mà mình ngồi mình luận bàn thì tự động người ta sẽ đánh giá cái tư cách, cái nhân cách, cái đạo hạnh, cái phẩm chất của mình. Cho nên tốt nhất cái gì mình thấy biết mình mới nói. Mà thậm chí thấy biết rõ ràng mà nó không liên quan và nó không phải là lúc để nói cũng không nói. Cho nên có một câu rất hay nè: người biết hết nhưng sẽ không nói những gì họ không nói hết những gì họ biết. Người biết hết sẽ không nói những gì họ không nói hết những gì họ biết. Tại sao? Họ biết hết nhưng có những cái đâu cần phải nói hết, tại vì không đúng lúc. Việc đó đúng như vậy nhưng mà lúc này không nên nói, ở nơi này không lên, thời điểm này không phải để nói, thì chúng ta không nói. Không nói không phải là xấu, mà chúng ta có trí tuệ để nhận biết điều này nói lúc này không phù hợp. Cũng giống như người ta đang giận tức rồi mình cãi lại, mình lấy cái lý đúng của mình cãi, đúng, mình đúng, nhưng mà cãi cái lúc người ta đang nóng là cũng thành sai. Tại sao? Người ta đang nóng là người ta không có khả năng lắng nghe. Mà người ta không có khả năng lắng nghe thì người ta sẽ phản bác, thậm chí người ta còn hành hung, ta chửi bới. Rốt cuộc cái điều mình biết đúng nó trở thành ra vô nghĩa đối với trong người khi đang nóng. Cho nên nếu bày tỏ điều gì mình nắm cái lý cho nó đúng, cũng phải để ý lúc này có nên nói không. Người này là người nào để mình có thể nói được? Tâm trạng của họ lúc này có thể nghe được những điều mình nói không? Cho nên chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng đắn, thấy người, thấy việc, thấy thời gian, thấy hoàn cảnh. Có nhiều khi cái mình nói là chánh ngữ nhưng mà nó không phù hợp với thời điểm. Cho nên người xưa ta hay nói để thành tựu sự việc phải có ba điều: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời là thời lúc này có nên nói không, hoặc là có đôi lúc này rất tốt để dẹp nó. Ví dụ như ngày xưa là ngày Bát Trượng á, trời nắng về ngày đem củ cải ra ngày phơi, thì đệ tử mới thấy trời nắng chang chang mà đi ngày ra phơi củ cải, thì các vị mới ra cản, nói ra bạch hòa thượng, thỉnh hòa thượng đi vô nghỉ, trời nắng quá mà ngài đi phơi củ cải làm chi.
Ngày xây qua ngoài thấy muốn phơi củ cải mà không phơi lúc nắng, vậy phơi lúc nào? Mấy ông lùi, đúng không? Nhiều khi mình thấy là mình có ý tốt, mình kêu đừng phơi, nhưng mà muốn phơi là một phơi, mà nếu mà trong lúc mà trời đang nắng mà không phơi, không lẽ đợi lúc mưa? Đó, cho nên có những việc chúng ta phải có những cái chúng ta dọn, nhưng mà dọn đúng lúc để dọn. Ví dụ như lát nữa nè, tụng kinh xong rồi, những quyển kinh, những ghế kinh đó đã đến lúc để dọn, để các vị có chỗ trống làm lễ khác. Nhưng mà giờ chưa tới giờ tụng kinh mình đem dọn thì không đúng lúc. Vậy thì cũng là một cái hành động dọn kinh đó, nhưng mà lúc nào dọn sẽ đúng và lúc nào dọn không đúng. Mà dọn không đúng thì người ta nói là sao? Không biết gì hết, ta chưa làm gì hết trơn để dẹp rồi đó. Thí dụ một cái trường hợp nhỏ vậy thôi. Cho nên những lúc như vậy gọi là thiên thời. Cho nên đôi khi á, cái khổ nó đến với mình á, cũng chưa chắc là không tốt. Tại nó khổ nó tới đúng lúc, nó tới đúng lúc để mình tỉnh ngộ. Cái bệnh nó tới ngay lúc này, may nó tới lúc này tại mình còn khỏe để có thể điều trị. Chứ nếu mình để yếu hơn nữa là chịu trị không nổi. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc thánh bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lau, mang quả tự hoại diệt. Cho nên cái thấy biết nào làm tổn giảm cho phước đức của mình và tổn giảm cho người kia, nó đều rơi vào ác kiến đó. Có những cái mình thấy, hồi xưa mà nhớ có một vị thầy dạy đệ tử, tại đệ tử hay lên phiền hà cái người này không tốt, người kia không tốt, mà hình như cả nhóm vậy, đối với con mắt người này không có ai tốt hết á, người nào cũng có vấn đề hết á. Thì lúc mà lên mét hoài cái thì vị thầy mới nói: sao mình không có phước chịu con? Người ta có nhiều cái tốt quá mà con không có phước để con thấy, mà con thấy toàn là điểm xấu của người ta không à. Mình có phước mình mới thấy được cái tốt của người. Nhưng mà thật sự cho con người ai cũng có những cái tốt cái xấu. Nếu mình thấy cái tốt của họ thì mình sẽ đỡ đi. Cách đây mấy hôm, chừng tuần trở lại, thì có các vị linh mục đến thăm. Thì trong khi ngồi tiếp chuyện thì Pháp Hòa mới kể, hồi nhỏ Pháp Hòa có một lần vô nhà thờ, thì Pháp Hòa mới thấy trong cái giáo đường có để một câu: ai ăn thịt ta, uống máu ta thì sẽ sống đời đời. Thì Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa đọc câu đó, nhưng mà Pháp Hòa lấy cái tư duy theo Phật Pháp để chiêm nghiệm. Chúa với Phật là biểu tượng của chánh niệm, của thánh thiện. Cho nên nếu mình ăn trong chánh niệm, mình uống trong chánh niệm, là mình ăn uống máu Chúa, ăn thịt Chúa. Thì Pháp Hòa mới nói, lý do Pháp Hòa nói như vậy là tại vì Pháp Hòa luôn luôn tập cho mình một cái nhìn. Cái gì của người ta đưa ra, người ta nói, người ta đưa ra, mình nên nhìn cái mặt tốt, tích cực trước, để mình đừng thấy những cái khía cạnh khác. Tại vì nếu mình cứ như vậy hoài thì cả đời này mình sẽ trở thành một người có một cái thói quen là chê trước khi khen. Và thậm chí đã chê rồi là không có gì để khen hết. Và rốt cuộc người ta sợ gặp mình lắm. Tại vì mỗi lần gặp mình là mình chỉ chê thôi chứ không có khen. Có thể những lời chê đó hay là những lời khen đó trúng sai mình chưa biết, nhưng mà người ta thấy ở nơi mình là một người tiêu cực. Cũng giống như một đứa nhỏ, trong chùa mình có một đứa nhỏ, nó có một cái thói quen là kêu tới nó là nó xin lỗi, nó không cần biết nó làm gì, mà kêu tới tên nó cái I'm sorry, thì người ta mới nói con làm gì mà xin lỗi. Nó thành một thói quen quá, nó thôi kệ, nó nói I'm sorry còn đỡ hơn nó nói what. Nó đỡ hơn nó nạt mình lại, nó muốn cái gì. Thành cái đứa mà nó luôn gặp mình là nó cúi đầu nó xin lỗi cái đã, dù nó không biết nó làm gì và mình cũng chưa biết nó làm gì, nhưng mà cái đó cũng là một thói quen tốt của nó. Cho nên tất cả những gì chúng ta thấy, nhìn, hãy nên nhìn cái điều tốt.
để đưa cho cái tâm trí mình đi tới cái chỗ đẹp trước. Mà lâu ngày như vậy đó, tự nhiên mình trở thành ra một người sống hiền lành, hài hòa, mà luôn luôn thấy cái điểm tích cực. Và chính như vậy đó, người khác thích gần gũi mình, thích gần gũi mình. Cách đây một tuần thì có một cô Phật tử ở xa lên, ở Calgary lên thăm. Thì cô mới nói Pháp Hòa, cô nói trời ơi, mười mấy năm rồi con mới có dịp lên lại Trúc Lâm con thăm. Cái lúc mà chùa tổ chức Phật Ngọc năm 2010, con sửa soạn con đi rồi, thì đùng cái con lên, con định lên coi cái tượng Phật Ngọc, nhưng mà đùng cái mẹ con bệnh, con ở nhà cũng phải chăm sóc. Thì cô vừa nói dứt câu thì Pháp Hòa mới nói Phật đó mới là Phật Ngọc thật đó, cô chăm sóc Phật Ngọc thật đó. Còn cái tượng Phật Ngọc kia bất quá cô lên cô nhìn thôi, chứ cô đâu có được tới mò sờ mó gì đâu. Thành thử ra cái cô gật gù. Tại vì mẹ mình chính là ai? Mình không cần, nếu lúc đó cần ở nhà để chăm sóc mẹ thì ở nhà mà chăm sóc mẹ nó còn hay hơn là mình phải miễn cưỡng mình đi để lên ngó cái tượng Phật Ngọc rồi đi về, mà trong đó mẹ bệnh không lo. Cho nên Pháp Hòa nói không, cô ở nhà cô chăm sóc Phật Ngọc đó, Phật Ngọc đó còn quý hơn Phật Ngọc tượng kia nữa. Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng tập, bất cứ việc gì nó đến chúng ta đều có ứng phó và ở cái điểm tích cực trước hết là cho mình, rồi kế đó mình đem cái năng lượng đó mình chan rãi cho người khác, để cho người đó cũng có cái thái độ sống như vậy. Rồi quý vị tập thành một thói quen dễ chịu lắm. Thí dụ á, nhà mình có khách đột xuất, mình không có cơm mình đãi, mình luộc mì luộc bún mình đãi. Cái quan trọng là cái tâm tư của mình trong khi mình làm thức ăn đó bằng một cái tâm bình an, là vui vẻ, là bạn tới nhà không trà thì bánh, thì không có trà thì mình đãi bánh, không bánh mình đãi món khác. Cho nên nếu mình có được cái tâm đó, mình với khách vui vẻ lắm. Tại vì mình làm bằng cái tâm hạnh phúc, và cái người khách đó họ nhận cái món ăn của mình họ cũng vui nữa, họ không cảm thấy họ làm phiền mình. Cho nên á, bất cứ việc gì mình làm mà mình có tâm, có chánh niệm trong đó thì cái thái độ nó khác lắm. Từ một quyển kinh cầm lên, từ một cái tọa cụ bồ đoàn mình xếp, nhất nhất nó đều tỏa ra được cái năng lượng bình an từ cái người có tu tập. Cho nên Đức Phật á, có đôi lúc Phật không có thuyết pháp, Phật chỉ đi thôi mà người khác cũng cảm nhận được cái bình an ở nơi Ngài. Cho nên Ngài Ca Diếp á, Đức Phật cầm cái hoa lên và Phật cười, cái Ngài Ca Diếp cười theo, cái ở dưới này ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Đơn giản là gì? Nụ cười của Ngài ảnh hưởng đến Ngài Ca Diếp, cho nên Ngài Ca Diếp cũng cười như vậy. Còn dưới này mình không có tương đồng cái tâm đó, cho nên mình ngơ ngác không biết chuyện gì sắp xảy ra. Giữa hai người có gì bí mật? Không có gì bí mật hết. Cuộc đời nó có cái hoa thì nó đẹp vậy thôi, cứ nhìn hoa mà mỉm cười. Nhưng mà mình thì không đâu. Mình ai mà cười cái bắt đầu mình question dữ lắm. Tại sao họ cười tôi? Tại sao để đi ngang gặp tôi cười? Cái nụ cười của anh, nụ cười của chị tôi nghi lắm. Rồi mình định nghĩa nụ cười của người ta, rồi bắt đầu mình đổi sắc mặt. Và người ta vẫn cười bình thường, nhưng mà bắt đầu từ khi mình nhận diện nụ cười đó rồi, mình đặt để cho nó một số tên, cười mỉa mai, cười khinh, cười đủ hết. Rồi bắt đầu mình đổi thái độ, và suốt ngày hôm đó mình với người đó không vui. Chỉ vì người ta cười mà mình nhìn một nụ cười khác đi. Thì tất cả những cái thấy đó đều là lệch lạc. Và tự ai khổ trước? Ai là người khổ trước? Tự thân mình. Tự thân mình khổ trước. Chứ mình có miệt thị ai, người ta cũng chỉ là người thứ hai, thứ ba người ta nghe. Chứ chính mình
đã gom một số khổ đau, những cái lời nói, những cái cách suy nghĩ tiêu cực, rồi bắt đầu mình mới có một cơ hội mình ngồi mình nói cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà lúc đó mình phải suy nghĩ dữ lắm, gom rác dữ lắm mới có được bao rác vô dục chứ, chứ đâu có sẵn vậy. Cho nên nếu mình ngồi đâu mình chửi người ta tiếng đồng hồ á, là mấy ngày nay đi gom rác không, rồi mình mới có nguyên thùng rác này, bắt đầu mình dục ta từng cái vậy. Chứ từ ngữ đâu có sẵn vậy. Như vậy khổ không? Cả tuần lễ đi gom rác, mình đi gom rác, rồi cuối cùng xung quanh mình toàn là thùng rác. Và trở tự nhiên ở đâu mình trở thành một người hốt rác và một chủ nhân của một hãng rác. Khổ quá. Rồi chúc đại chúng an lạc thảnh thơi và nhớ giữ hai chữ chánh niệm ở nơi tự thân tâm mình. Thấy như thật, biết như thật, nghe như thật. Chứ cái đó quan trọng lắm. Mình có được cái đó mình mới có được sự bình an cơ bản. Cho nên người mà họ có phước á, trong cái chữ phúc á, chữ phúc là gì? Là người có phước. Mà phước là gì? Có khả năng nhận diện. Thí dụ như mình ăn cơm với chao, ăn ngon lành vậy đó, mà trong khi đó người kia ngồi ăn cơm với nguyên dĩa thịt cá đậu hũ gì mà không thấy ngon. Trời, sao chị có phước quá à? Chị nhìn chị ăn thấy ngon vậy, tôi ăn tại vì chào thôi mà sao ăn ngon vậy. Có phước ăn thấy ngon. Và người có phước là gì? Là những cái điều kiện chúng ta nhận diện tiếp xúc một cách đơn giản. Mấy bữa trước có ông vị nhắc mình á, à hôm qua đây chứ đâu có bà nghe lúc hướng dẫn ngồi thiền á, bây giờ đại chúng được ngồi yên, hãy thở những hơi thở bình an và tận hưởng giây phút này, tại vì mai mốt mình phải thở bằng cái bình. Tại vì bây giờ được thở bình an không chịu thở, mai mốt phải cần tới gì cái bình oxy mới thở, lúc đó hổng hển. Hồi nãy con bà cụ lên thăm bà quà 97 tuổi, năm nay là coi như bà cụ là một trong những trưởng lão em minh tinh đó. Biết Pháp Hòa từ hồi nhỏ đó, hồi nãy đi kiếm Pháp Hòa mấy cô chỉ Pháp Hòa đang ở trên này vậy đó, mà ráng lên tới trên này ngồi thở dốc gõ cửa thăm Pháp Hòa. Quý vị với bà nói làm sao? Té hoài à, u đầu chảy máu thẹo không nè mà nó không chết. 97 tuổi té hoài theo quỷ mà coi như là trầy đầu chảy máu vậy mà vẫn bình an, tỉnh táo vô cùng. 97 tuổi còn nhớ tên hết mấy Phật tử hỏi thăm Pháp Hòa nữa. Hỏi sư ông đang ở đâu, hỏi cô này cô kia còn nhớ hết. Tại sao? Tại một người tâm sống rất bình an, không có quơ tạp rác giống như mình. Cho nên có một cái, cho nên người già đó, tại sao mà người già người ta hay tổ chức cho chơi bingo hoạt não. Rồi mới đây người ta có một cái bài nghiên cứu nữa, đó là người già mà sở dĩ họ sống dai mà họ tỉnh là một trong những cách là giữ cháu. Tại vì mấy đứa cháu á, họ mấy đứa cháu thì nó hay lăng xăng á, mình phải hoạt náo theo nó. Mà nhờ vậy cho nên người già có được một cái, một trong những cái sức khỏe của họ có được là cũng nhờ giữ cháu đó. Cho nên họ vui vẻ theo đứa cháu, họ cười vui theo đứa cháu, họ hoạt động theo đứa cháu, cho nên sức khỏe họ có và cái tươi tỉnh của họ. Còn nếu như mà không có ai tới thăm đó, thì sẽ ủ rũ. À sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa luôn, ở đây có vị nào rảnh đó, mà phát tâm lên chơi với quý bác trên nhà dưỡng lão đó, nói chuyện nè, lên thăm quý bác đó, mình đang cần. Tại vì có vài bác gần đây than buồn không ai tới chơi. Rồi các vị mới báo cáo chỗ Hòa hay là trên chùa mình có ai, có Phật tử nào rảnh đó, thường xuyên lên cái phía khu vực của mấy bác người Việt Nam của mình thôi. Là mấy bác bây giờ trên đó gần như ai cũng bận rộn công việc đó, ít ai lên thăm cho mấy bác than buồn. Thì ở đây vị nào có thời gian rảnh muốn lên chơi với quý bác thì cho Pháp Hòa biết và sắp xếp á. Rồi mỗi ngày hoặc là một tuần lễ mình chia ra bao nhiêu vị lên thăm quý bác. Mình không còn nhiều đâu, còn có mấy chục bác à.
Cho nên rồi không lẽ ở đây mình không có người lên chơi với quý bác. Hồi đó có bà cụ bên hông chùa mình, quý vị biết là lúc đó chính phủ còn ngân quỹ nhiều, cho nên còn cho người mỗi ngày là đẩy bác đó ra ngoài phơi nắng nè, đọc báo cho nghe nè. Bây giờ chính phủ hết phanh rồi, hết ngân quỹ trả cho mấy cái đó rồi, thời giờ kêu gọi tình thiện nguyện viên, quý cô, quý bác, quý chị, ai rảnh á thì mình làm danh sách, dụ như mình rảnh ngày thứ hai từ mấy giờ tới mấy giờ, cho bà biết những chương trình đó, rồi bà sắp xếp ở trên nhà dưỡng lão, quý vị lên đó chơi với quý bác một tuần một ngày cũng được, hoặc là 7 ngày một tuần cũng được, tùy lòng hảo tâm. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Không có vỗ tay, đừng có vỗ tay, em có hát hồi vậy đâu mà vỗ. Sắp tay xá được rồi. Rồi cảm ơn đại chúng. Đại chúng xả chân chút xíu rồi qua cúng linh ha. Và một lần nữa xin nhắc là mỗi tối ở chùa mình sẽ có tụng kinh. Các vị online xin để ý là bắt đầu từ ngày mai chùa không còn tụng kinh online nữa. Và các vị tự ở nhà tụng kinh Địa Tạng, chùa mình ở đây bắt đầu từ tối mai cũng tụng kinh Địa Tạng. Quý vị online cũng có thể tụng Địa Tạng. Còn bộ kinh Đại Bát Niết Bàn mình đang tụng dở dang đó, đến hết mùa tu mình sẽ trở lại đạo tràng tụng kinh, thì quý vị sẽ không mất. Và mình quý vị online cứ tiếp tục tụng kinh Địa Tạng ở nhà, tự mình tụng. Ở đây mỗi tối quý vị cũng về tụng kinh như thường lệ, chỉ có không có truyền online thôi. Dạ, cảm ơn đại chúng.